Chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục chơi tắm trò, đầu tiên là trò nóc bô nha các bạn. Mấy bạn ơi, like và chia sẻ cho mình nhé, để mình có động lực to lớn để phát triển kênh ngày càng mạnh mẽ hơn, chơi được nhiều game hay hơn để phục vụ các bạn nhé. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.